15 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có văn bản áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn. Tỉnh cũng kêu gọi người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết. Trong văn bản nêu trên, người dân được di chuyển trong nội tỉnh trừ các trường hợp đi đến các địa bàn có dịch ở cấp độ 3, 4 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ chuyển hoạt động các chốt kiểm soát tại cấp xã huyện thành các tổ tuần tra lưu động để giám sát, hướng dẫn và kiểm tra việc đi lại, lưu trú, theo dõi sức khỏe của người dân, nhất là từ các địa phương khác đến. Công an vẫn sẽ duy trì các chốt kiểm soát ra vào tỉnh, nhưng việc hoạt động nhằm hướng dẫn người dân qua chốt thực hiện khai báo y tế và di chuyển qua phần mềm VNAID hoặc bản giấy. Người dân không cần xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 khi qua chốt thực hiện khai báo với công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú, tạm trú trên các ứng dụng PC Covid, sổ sức khỏe điện tử hoặc phần mềm VNIED. Trường hợp không lưu trú qua đêm thì không cần khai báo. Đối với hoạt động giao thông vận tải, yêu cầu tài xế và phụ xe vận chuyển hàng hóa phải tiêm ít nhất một mũi vaccine, vận tải hành khách tuyến cố định thực hiện theo kế hoạch ngày 12 tháng 10 của Sở Giao thông Vận tải. Chủ doanh nghiệp phải xét nghiệm cho tài xế, phụ xe một tuần một lần, trừ trường hợp đã tiêm đủ hai mũi vaccine. Cũng từ ngày hôm nay 16 tháng 10, người dân Bà Rịa Vũng Tàu sẽ được tắm biển, tham gia các hoạt động thể dục ngoài trời nhưng không tập trung quá 20 người. Hoạt động thể dục trong nhà không tập trung quá 10 người. Người tham gia đã tiêm ít nhất một mũi vaccine. Các dịch vụ cắt tóc, cội đầu được hoạt động nhưng không quá 5 người cùng thời điểm. Về việc thực hiện các biện pháp y tế đối với người từ các địa phương khác đến, tỉnh sẽ theo dõi chặt chẽ người dân từ các địa phương, khu vực có dịch vừa hết giãn cách và căn cứ tình hình để thực hiện xét nghiệm, cách ly phù hợp. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đến chiều ngày 15 tháng 10, 27 địa phương chấp thuận phương án hoạt động trở lại các tuyến vận tải khách liên tỉnh, bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đắk Nông, Phú Thọ, Phú Yên, Lai Châu, Kon Tum, Đồng Nai, Bắc Giang, Quảng Bình, Quảng Trị, Ninh Bình, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Lào Cai, Thái Bình, Thái Nguyên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Nam Định, Bình Dương. Ngoài ra, 11 sở giao thông vận tải đang chờ Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý với kế hoạch khôi phục lại tuyến, gồm có Cần Thơ, Hà Giang, Gia Lai, Bạc Liêu, Quảng Ninh, Bình Phước, Lâm Đồng, An Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hậu Giang. Cũng theo Bộ Giao thông Vận tải, lượng khách đi lại trên các tuyến vận tải đồng bộ chưa nhiều, 22 tỉnh trong số 27 địa phương nêu trên đã mở tuyến xe khách với 316 chuyến đăng ký mỗi ngày. Xong, thực tế chỉ có 66 chuyến khai thác trong ngày 15 tháng 10, vận chuyển chỉ có 203 hành khách. Trong diễn biến khác, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk đề nghị Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh dừng thí điểm tuyến Đắk Lắk thành phố Hồ Chí Minh từ 18 giờ ngày 15 tháng 10. Qua kiểm tra, Sở Giao thông Vận tải Đắk Lắk và lực lượng chức năng phát hiện một số trường hợp phương tiện hoạt động không đúng quy định, không đáp ứng các quy định theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 10 tháng 10, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành hướng dẫn tạm thời thí điểm mở lại vận tải khách liên tỉnh và đề nghị các địa phương căn cứ tình hình thực tế để thí điểm hoạt động trở lại vận tải hành khách đường bộ từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 10. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định vừa thông báo biện pháp kiểm soát người ra vào tỉnh từ 0 giờ ngày 16 tháng 10. Người tỉnh ngoài vào Nam Định không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Theo đó, người đến từ vùng cấp độ 4 vùng đỏ hoặc khu vực phong tỏa phải thực hiện nghiêm quy định hạn chế đi lại của chính phủ. Trường hợp vào tỉnh nếu đã tiêm đủ 2 mũi vaccine thì cách ly tại nhà 7 ngày, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe 7 ngày và phải xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy. Người chưa tiêm hoặc tiêm vaccine mũi 2 chưa qua 14 ngày phải cách ly tập trung 7 ngày, sau đó tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày, xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ nhất, thứ bảy và thứ 14. Đối với trường hợp người già yếu, bệnh lý nặng, trẻ nhỏ cần có người chăm sóc, áp dụng cách ly y tế tại nhà hoặc cơ sở y tế 14 ngày, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe 7 ngày, thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ nhất, thứ bảy và thứ 14. Những người đến từ vùng cấp độ 3, vùng cam và vùng cấp độ 2, vùng vàng, nếu tiêm đủ 2 mũi vaccine, chỉ cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy. Người chưa tiêm hoặc tiêm mũi 2 chưa qua 14 ngày, phải cách ly tại nhà 14 ngày, xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ nhất, thứ bảy và thứ 14. Còn lại những người đến từ vùng cấp độ 1, vùng xanh chỉ cần tự theo dõi sức khỏe 14 ngày. Sau 2 ngày yêu cầu khách bay nội địa đến lưu trú và cách ly tập trung, thành phố Hải Phòng bỏ quy định này. Theo đó, ngày 11 tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quy định hành khách về từ các địa phương trên các chuyến bay thương mại nội địa đến cảng hàng không quốc tế Cát Bi và lưu trú tại Hải Phòng khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định về phòng chống dịch không phải áp dụng biện pháp cách ly tập trung. Bên cạnh đó, Hải Phòng vẫn yêu cầu người đến từ vùng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, vùng màu đỏ, vùng màu cam, vùng màu vàng được công bố trên trang thông tin điện tử Bộ Y tế cách ly tại nhà 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm PCR ngày thứ 2 và ngày thứ 7. Người trở về từ các địa phương nguy cơ hoặc bình thường mới tự theo dõi sức khỏe 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm PCR vào ngày thứ 7. Nếu có triệu chứng ho, sốt, đau họng, khó thở, phải thông báo ngay đến cơ quan y tế. Các quận huyện tiếp nhận danh sách hành khách về theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trên địa bàn, chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ những trường hợp này và phối hợp với ngành y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo quy định, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Toàn bộ chi phí vận chuyển hành khách về các địa phương, xét nghiệm và các chi phí liên quan khác trong quá trình thực hiện do hành khách tự chi trả. Trước đó, ngày 9 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố đồng ý mở đường bay nội địa kết nối sân bay Cát Bi với các sân bay trong nước và quy định hành khách bay từ sân bay Tân Sơn Nhất Hồ Chí Minh về lưu trú tại thành phố sẽ phải cách ly tập trung 7 ngày và làm các xét nghiệm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành công điện 21 điều chỉnh một số hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn trong tình hình mới. Theo đó, từ 6 giờ ngày 14 tháng 10, Ủy ban Nhân dân Hà Nội cho phép cơ quan, công sở, tổ chức, doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường thường xuyên tự đánh giá nguy cơ và thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch theo quy định, khuyến khích làm việc trực tuyến. Trong đó, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trừ cơ sở kinh doanh rượu bia, bia hơi, được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ, không quá 50% công suất và phải đảm bảo khoảng cách có vách ngăn, tấm chắn. Chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19, yêu cầu khách hàng thực hiện quét mã QR. Nhận tin vui này, nhiều chủ cửa hàng ăn uống liên lục đục chuẩn bị dọn dẹp, chuẩn bị thực phẩm, đồ đạc ngay trong tối ngày 13 tháng 10. Đa phần các chủ quán từ hàng ăn đến cà phê, giải khát và thậm chí quán bar đều phải tự tay sửa soạn cho việc mở hàng bởi nhân viên để mắn thì có người thân trong gia đình phụ giúp. Không có thì chủ quán phải tự mình lo liệu hết từ khâu chuẩn bị đến việc bán hàng. Tuy vất vả nhưng ai ai cũng đều phấn khởi, háo hức với niềm hy vọng vào ngày mai khởi sắc. Chị Tâm, chủ quán phở tại phố Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Thực sự tôi rất vui khi biết được mở bán tại quán. Những ngày qua tôi đã bán cho khách mang về, nhưng không đủ chi phí để chi trả cho nhân viên và tiền mặt bằng. Chị Mai, một chủ quán phở tại Tô Hiệu, cầu giấy. Ba tháng vừa qua thực sự rất khó khăn với quán, tiền mặt bằng không được giảm, một số đầu bếp chủ chốt về quê, nhưng mình vẫn phải giả lương để giữ chân họ. Chị Chu Thị Hiền, chủ một quán lẩu hải sản tại Hà Nội. Không biết sau dịch buôn bán như thế nào, nhưng cứ được mở lại là tôi thấy khởi sắc rồi. Nếu không quay lại bán hàng, chỉ chi phí thuê mặt bằng thôi tôi cũng xoay sở không kịp. Quang sáng, chủ một quán đồ uống. Giờ cứ được làm việc là rất vui, tôi từ nhà ra quán thôi cũng thấy có không khí rồi. Ngày 15 tháng 10, nhiều chốt kiểm soát ra vào cửa ngõ Hà Nội bắt đầu nới lỏng việc kiểm tra các thủ tục, bỏ giấy đi đường. Các phương tiện có thể dễ dàng qua chốt để ra vào thủ đô. Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 15 tháng 10, tại chốt kiểm soát số 5, cửa ngõ vào Hà Nội đặt tại cầu Phú Đồng, Hà Nội, phương tiện được đi qua mà không phải dừng khai báo y tế, kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19 như các hôm trước. Tương tự, chốt kiểm soát trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng đường 5 đã được rút. Theo giải thích của cảnh sát giao thông, vì đây là chốt thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên và thực hiện theo quy định của tỉnh Hưng Yên. Còn tại chốt số 4 trên quốc lộ 5, tiếp giáp Hưng Yên, Hà Nội, chốt kiểm soát được duy trì nhưng không kiểm soát người ra vào Hà Nội. Một số người di chuyển bằng xe máy vào Hà Nội vẫn dừng lại khai báo y tế rồi tiếp tục di chuyển. Tại chốt cầu rẽ trên quốc lộ 1A, dù chốt kiểm soát chưa được dỡ bỏ, nhưng từ 6 giờ sáng ngày 15 tháng 10, toàn bộ lực lượng liên ngành tại đây, bao gồm cảnh sát giao thông, cơ động, thanh tra giao thông, y tế, công an địa phương đã rút về nội thành để thực hiện các nhiệm vụ khác, không phải làm nhiệm vụ chốt trực tại đây nữa. Tất cả các phương tiện ô tô, xe tải, xe khách đều được tự do di chuyển qua chốt. Tuy nhiên bên cạnh đó, nhiều người dân khi tới chốt tự giác dừng xe để khai báo. Ghi nhận tại chốt Xuân Phương trên quốc lộ 2 đoạn tiếp giáp huyện Sóc Sơn, Hà Nội với thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc, đến hơn 13 giờ chiều ngày 15 tháng 10, việc kiểm soát đã được nới lỏng. Người dân đi xe máy qua không còn bị kiểm tra giấy tờ như trước. Tương tự tại các chốt kiểm soát đoạn giáp danh huyện Sóc Sơn, Hà Nội và thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc, các phương tiện đều được tự do đi vào địa phận của thủ đô.